Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một bộ cuốn thư câu đối gỗ gụ mẫu Long Hóa Mai. Thì gần đây rất nhiều khách hàng hỏi là nên mua cuốn thư câu đối ở đâu thì là uy tín nhất. Thì trong clip này chúng tôi cũng báo luôn với các khách hàng ở xa, các khách hàng không về cơ sở xem được. Thì chúng tôi là những người nghệ nhân đã đạt ngưỡng đỉnh cao nhất của làng nghề, thì chúng tôi đảm bảo rằng là uy tín nhất trên thị trường đồ gỗ online. Vì chúng tôi trải qua hàng 40 đến 50 năm kinh nghiệm mới được nhà nước phong tặng nghệ nhân, chứ không như các cơ sở bây giờ mới thành lập chỉ chủ yếu đánh vào quảng cáo, thực sự tay nghề là không có. Thì trong clip này chúng tôi giới thiệu một bộ cuốn thư câu đối và kích thước như sau. Câu đối chúng tôi làm dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Câu đối này là chúng tôi đục chữ nho, không có phụ đề. Thì quý khách hàng nào mà thích phụ đề tiếng Việt thì chúng tôi sẽ giới thiệu trong clip sau một bộ cuốn thư câu đối phụ đề. Và bức cuốn thư Long Hóa Mai này chúng tôi làm kích thước 1m97, chiều rộng 97 và dày 5 phân liền khối, chưa kể phần chắp ghép bên trên. Và cái nét, cái dáng của cuốn thư do cơ sở đồ gỗ Hiền Lành làm ra thì quý vị có thể xem được đây. Sắc nét đến từng góc cạnh, từng chi tiết và dáng rất là bay bổng, mềm mại. Khác hoàn toàn với các cái hàng trên thị trường trôi nổi rất là nhiều. Bộ cuốn thư câu đối gỗ gụ này được làm từ 100% chất liệu gỗ gụ Lào chuẩn, chất nhẹ. Không phải là gụ Campuchia. Gụ Campuchia thì rất nặng và khi hoàn thiện thì nó sẽ xuống màu rất là nhanh, nó sẽ xuống màu đen. Các bạn đang chiêm ngưỡng đây là bức cuốn thư Long Hóa Mai và phần giữa chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Câu đối chúng tôi chạm là một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, là bên tay trái màn hình quý vị đang xem đây, và bên phải là chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Đây là bộ câu đối nguyên chữ nho, không có phụ đề. Thì clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu một bộ có phụ đề tiếng Việt cho quý vị dễ hình dung. Toàn bộ phần diềm là chúng tôi đục diềm hồng chim chỉ. Thì quý vị hãy liên hệ theo hai số hotline trên màn hình. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video đồ gỗ mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.